bày trò gì vậy? Vô đây với anh. Tặng em nè. Hy vọng là tình yêu của tụi mình sẽ giống như Hoa Bất Tử này, mãi mãi không bao giờ tàn phai. Sao tự nhiên nay anh lãng mạn đột xuất vậy? Anh không dám hứa trước với em điều gì, nhưng mà anh sẽ luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ cho em, để cho em luôn luôn được hạnh phúc và an yên suốt đời. Thi à, đồng ý làm vợ anh nha. Anh làm gì vậy? Đứng dậy đi, nhanh lên. Em không đồng ý là anh không đứng dậy đâu, anh quỳ hoài luôn đó. Dù em rất là yêu anh, nhưng mà em sẽ không nhận lời ngay lúc này đâu. Em đi về thiệt á. Em à, Thi à, em sao vậy? Sao rồi? Dạ, con bé đó đang ở khu vực bến cảng hẹn hò cùng người yêu. Em đã kêu tụi nó bám theo, đợi không có ai sẽ bắt nó và trói lại, đem thả trước cổng nhà bà Thủy, coi như là bước đầu tiên hù dọa bà. Ông chủ mới gọi về từ Mã Lai và có chỉ thị mới là thủ tiêu luôn con nhỏ đó, đổ tội cho thằng người yêu của nó. Chỉ là chuyện làm ăn, sao ông chủ lại ra tay nặng như vậy? Cậu cũng biết chuyện bà Thủy năm xưa cho người đánh ông chủ vô sinh mà. Mình không con cái, nhìn con của kẻ thù tất nhiên là chướng mắt. Chưa kể ông Minh lại góp phần cấu kết với bà Thủy hại ảnh. Ảnh cho rằng mình làm như vậy sẽ đánh mạnh vào tâm lý của bọn họ, để ảnh có thể dễ dàng thâu tóm mọi thứ. Ở Thái Lan, cậu vốn là cánh tay đắc lực, nên ảnh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giải quyết nhanh gọn của cậu và không để lại hậu quả của cậu. Cậu đừng làm ông chủ thất vọng nha. Dạ, em biết phải làm gì rồi. Em nghe nè anh. Kế hoạch có thay đổi rồi nha. Dạ. Dẹm đi. Con cái là điểm yếu của cha mẹ và cũng là người trả nghiệp thay cho cha mẹ. Anh cũng biết tình hình hiện tại của mình rồi đó. Em không muốn một cái đám cưới mà không có bất kỳ người thân nào ủng hộ. Với lại là mẹ rất thương em. Em có thể là không nghe lời mẹ để tiếp tục yêu anh, để chờ đợi ngày mẹ em chấp nhận. Nhưng mà còn việc tự ý đám cưới thì em sẽ không bao giờ làm đâu. Anh đã có cách để hai bên gia đình chấp nhận đám cưới của tụi mình, cho nên mới dám cầu hôn em. Hả? Anh nói thiệt hả? Ừ. Là cách gì anh? Anh định sẽ nói với ba mẹ, xin ba mẹ đồng ý. Vì em đã có thai, anh tin chắc là ba mẹ anh và mẹ của em sẽ đồng ý vì thương đứa cháu trong bụng. Được không? Anh nghĩ sao mà kêu em nói dối là em đang mang thai? Anh có biết là từ nhỏ tới giờ em chưa từng nói dối ai, mà em cũng rất là ghét những người nói dối nữa. Anh biết, nhưng mà cái chuyện mà mình nói dối không có ảnh hưởng tới ai hết, không có hại ai hết, có chuyện đó là bình thường. Với lại sau khi tụi mình đám cưới xong thì tụi mình cũng phải có con, như vậy đâu phải là nói dối. Mình chỉ là nói trước chuyện tương lai thôi mà. Nhưng nói dối thì vẫn là nói dối. Nếu như mà anh cảm thấy không đủ kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả hai bên gia đình chấp nhận tụi mình, thì em nghĩ là tụi mình nên dừng lại đi. Thì à, em đừng cố chấp như vậy được không Thi? Anh chỉ không muốn là mình tiếp tục bị cản trở, không muốn là mình tiếp tục bị thử thách hết lần này tới lần nọ thôi. Nếu anh tin tưởng vào tình yêu của tụi mình thì sợ gì việc bị thử thách? Hay là anh vốn không có lòng tin,
nên mới mong tụi mình mau chóng đám cưới. Em không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, em không đồng ý đâu. Thi à, Thi, nghe nói đã. Thi à, em nghe nói đi mà. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.